Đã có nhiều câu chuyện về những người phụ nữ không may mắc phải bệnh nan y, nhưng vẫn kiên quyết để thai nhi đủ ngày đủ tháng, trở thành một hình hài trọn vẹn để con sinh ra và được sống. Sự dũng cảm đó nay lại hiện lên ở một người phụ nữ đang điều trị ung thư giai đoạn cuối tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị biết mình bị ung thư dạ dày khi đã mang thai 28 tuần, tuy nhiên vẫn quyết định sinh con. Và may mắn là cháu bé đã được sinh ra đời một cách tốt đẹp. Chị Vũ Thị Dung, 30 tuổi, sinh con trai nặng 1,5 kg tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM. Khi mang thai 3 tháng đầu, chị nôn ói rất nhiều, sụt cân liên tục. Đến tuần thứ 28, gia đình quyết định đi khám bệnh và phát hiện chị bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, hẹp môn vị dẫn đến không ăn uống được và ói ra máu. Vì đây là con đầu lòng và thai đã lớn, nên dù sức khỏe bị giảm sút thì chị vẫn quyết định sinh con. Các bác sĩ đã chuyển máu và chất dinh dưỡng qua tĩnh mạch để nâng đỡ thai, chuyển chất hỗ trợ phổi cho thai nhi, tăng cường sức lực cho mẹ. Khi thai 31 tuần, các bác sĩ đã mổ bắt con. Người mẹ phải cắt bỏ toàn bộ dạ dày, suy dinh dưỡng nặng nhưng vẫn mong sớm xuất viện để được chăm sóc con trai trong những ngày còn lại. Các bác sĩ cho biết người mẹ sẽ được hóa trị một đợt nữa nhằm kéo dài thời gian với gia đình. Tuy nhiên, vì kinh tế gia đình suy kiệt nên việc điều trị cho cả hai mẹ con đều rất khó khăn. Bé trai hiện được chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP. HCM để chăm sóc kỹ lưỡng chờ ngày mẹ được xuất viện.